Xin chào mọi người, mình là Phúc và mình là tân sinh viên của Đại học Sydney. Sắp tới thì mình sẽ học chương trình diploma để cho tiếp tục lên 3 năm tiếp theo sẽ là Bachelor of Computer Science. Lý do tại sao mà em quyết định chọn học ở tại Sydney được không? Tại Úc là một môi trường, quốc tế có một lượng lớn du học sinh cũng như là rất có rất nhiều chính sách dành cho du học sinh rất là tốt. Thì cái tiêu chí để con quyết định chọn thì đầu tiên sẽ là về áp dụng định vị, thứ hai là học phí cũng như là vị trí địa lý, vấn đề về phổ cũng như là vấn đề về các cộng đồng du học sinh Việt Nam ở đó cũng là một vấn đề cũng có thể cân nhắc. Còn bản thân em thì lý do gì em cảm thấy rất là thoải mái với việc mình chọn chương trình UTS College? Chương trình College của UTS sẽ ngoài việc đó là đáp ứng cho con về vấn đề chuyên môn thì nó cũng có thể đáp ứng cho con được là cải thiện về mặt giao tiếp cũng như là thiết nghi được tốt trong môi trường đại học. Em đang chuẩn bị những cái hành trang như thế nào cho cái hành trình cuộc kỳ lần này? Cũng sắp đi rồi, mà cô cũng tò mò về vấn đề này chút xíu. Thì đầu tiên chắc chắn rồi là sẽ phải chuẩn bị những cái trang bị vật lý như là việc học tập của năm cấp ngữ. Tiếp theo là con chuẩn bị cho mình những chứng nhận được đúng đắn trong nhận thức cũng như là chứng biết tóc tâm lý là chuẩn bị là đầu đi dọn sang thì cũng phải chuẩn bị một chút để con cho có một tinh thần thì thành luôn luôn phải mạnh. Và cuối cùng đó là trong thời gian rảnh này thì cũng có đi tập luyện cũng như là trau dồi một ít kiến thức chuyên môn. Thì Phúc nghĩ nên nhớ là ở trong trường mình thì họ mình có một cái bộ phận chuyên về well-being, tức nghĩa là hỗ trợ về vấn đề về sức khỏe tinh thần của học sinh. Nên nếu trong quá trình mà khi mà con học con gặp vấn đề gì mà con cần sự hỗ trợ liên quan đến việc mà hướng dẫn cách học cho phù hợp hơn á, thì mình cứ liên hệ bộ phận của trường hay bộ phận nào là miễn phí, nên là cứ thoải mái mình sử dụng ha. Và bản thân con khi mà con nhận được học bổng của trường á, thì con thử dùng một cái từ để con miêu tả về cái sự hạnh phúc đó. Muốn mừng vì những nỗ lực trong những năm học cấp 3 cũng cuối cùng cũng sẽ tạo điều kiện để cho con có được một cái học bổng. Cô cảm ơn Phúc rất nhiều về cái buổi chia sẻ ngày hôm nay ha, và chúc Phúc có một cái hành trang và cũng một cái hành trình mới thật là suôn sẻ và thành công. Tư vấn lộ trình du học hoàn chỉnh tại ngày hội du học quốc tế tại IDP, nhanh tay đăng ký ngay hôm nay.